Đồng Nai phong tỏa một xã hơn 41.000 dân. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định phong tỏa toàn bộ xã Thạnh Phú huyện Vĩnh cửu, đồng thời cách ly toàn bộ 5.159 hộ dân với 41.456 nhân khẩu trong 14 ngày bắt đầu từ 17 giờ ngày 16 tháng 7. Theo CDC Đồng Nai, thời gian gần đây tại xã Thạnh Phú liên tục xuất hiện nhiều ca dương tính với SARS-CoV-2. đa số ca bệnh đều làm công nhân tại công ty Trang Sinh xã Thạnh Phú. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đồng Nai phong tỏa toàn xã để dập dịch. Ngoài xã Thành Phú thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng phong tỏa khu dân cư thuộc hai xã Bắc Sơn và Hồ Nai 3, trừ hai khu công nghiệp Sông Mây và Hồ Nai, huyện Trảng Bom. Thời gian phong tỏa là 14 ngày, tính từ 0 giờ ngày 17 tháng 7. Nghệ An tạm dừng xét nghiệm COVID-19 khi ra vào bệnh viện. Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 7, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết vừa có văn bản gửi các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập ở tỉnh này về việc tạm dừng xét nghiệm sàng lọc COVID-19 bằng test nhanh đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến khám điều trị ngoại trú. Việc này có thể giảm chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên để đảm bảo phòng chống dịch, tránh xâm nhập vào bệnh viện thì các bệnh viện phải khai thác tối đa các thông tin về khai báo y tế, tiền sử dịch tễ nhằm đánh giá yếu tố nguy cơ để quyết định việc test nhanh xét nghiệm COVID-19 nếu cần thiết. Ông trình nói: Giá xét nghiệm test nhanh virus SARS-CoV-2 tại các bệnh viện ở Nghệ An là 150.000 đồng đến 230.000 đồng một lần. Trong thời gian thực hiện này, nhiều người dân phản ánh họ không ở vùng dịch, không tiếp xúc với các ép, song khi đến các bệnh viện bắt buộc phải xét nghiệm COVID-19 làm tăng chi phí khám chữa bệnh. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý vị bình an và mạnh khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.